Hôm nay, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tổ chức gặp mặt các cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ nhân dịp chào đón năm mới Giáp Thìn 2024. Tham dự có Bí thư Thành ủy Phan Thiên Định. Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Huế Phan Thiên Định đã thông tin đến các đại biểu về những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và những kỳ vọng đối với những chương trình, dự án lớn trên địa bàn thành phố Huế, cũng như những nhiệm vụ cụ thể mà chính quyền thành phố đặt ra trong thời gian tới. Đồng thời, nhấn mạnh những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố thời gian qua là nhờ những nỗ lực, đoàn kết, thống nhất của toàn đảng bộ, trong đó có các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của thành phố qua các thời kỳ. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Phan Thiên Định chúc các đồng chí nguyên cán bộ chủ chốt của thành phố và gia đình đón năm mới mạnh khỏe, gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mong muốn các đồng chí tiếp tục có những ý kiến tham gia, góp ý với lãnh đạo thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đưa thành phố Huế ngày càng phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế riêng có.